Chào các anh chị, hôm nay cùng em phân tích cái cây ổi ruby nha. Đây là cây ổi ruby nhà em nè, em trồng có vài cây ăn thôi. Nhiều anh chị nói để cái sao mà khó quá, em sẽ chia sẻ cái cách để cái cho cả nhà nha. Đây là cái trái nè, em ăn cũng mấy đợt rồi, em không có chuyên nghiệp mà trồng để bán mà chỉ trồng ăn thôi, nên là em chia sẻ cái cách theo của em nha. Mình thường có hai cách để cái trên cái ổi ruby này đó các anh chị. Đó là mình để cái liên tục, tức là hết cái này tới cái kia, kênh cây lúc nào cũng có cái cành mang trái ha. Thì mình bấm cành nó khác. Còn các anh chị muốn thúc cây á, tức là mình ăn hết một đợt trái rồi, mình sẽ thúc cây một thời gian cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng, nó phát triển tốt á, mình mới cho trái nữa, thì mình bấm cành theo cách khác nha. Giờ em sẽ nói từng cách cụ thể cho các anh chị xem nha. Rồi mời các anh chị theo dõi. Đây các anh chị, lúc này em không có thời gian chăm sóc nè, hai cái cây nó hơi bị rầy nè, cái hoa nó ra nó bị rầy nè các anh chị thấy không, như mấy cái lá non này bị rầy nè, mình bấm bỏ nó đi ha. Mà các anh chị thấy thường mà cái cây ổi mình có kiến là nó sẽ có rầy đó, kiến lửa với kiến đen là nó tha con rầy lên đó các anh chị. Đây bây giờ em sẽ cho các anh chị xem nha. Đây là cái trái nè, cái ổi của mình nè, mới ra nè ha. Rồi cách thứ nhất là mình bấm cành để mình lấy trái liên tục, tức là trên cành nó lúc nào cũng có trái nha các anh chị. Đây như bây giờ cái ổi này đi ha, cái cành này nè nó ra có một trái thôi, em chưa bao luôn nè ha. Bây giờ các anh chị muốn muốn mà cho nó có trái liên tục đó, thì các anh chị chừa một bậc nha, một cái nách nha. Đây tức là bỏ lên một cái nách nè, các anh chị bấm ở đây đó, mình bấm chừa một nách, tức là từ cái trái này lên đây mình chừa một nách, chừa hai lá này, là sau khi mà nó sẽ bấm cái này rồi á, chất dinh dưỡng nó sẽ tập trung ở đây và nó sẽ lên hai cái tược trên này, bắt đầu nó ra trái non tiếp nha các anh chị. Nó là lúc nào trên cây ổi mình nó cũng có trái liên tục, nó không có vắng cái trái được ha. Là mình dưỡng trái đó các anh chị, mình cắt cái đọt này mình vừa dưỡng trái mà mình vừa thúc cho nó ra hai cái nhánh mới, vừa bẻ cái trái ổi này xong là hai cái nhánh mới nó ra trái mới rồi các anh chị. Nên là cái đó là cách lấy trái liên tục nha. Còn đối với cái nhánh này, đây các anh chị nhìn rõ không, nhánh này nó lên nè ha, lên ba cái nè, bên này hai cái nè, bên này một cái nữa là ba cái ha. Mà nếu mà các anh chị muốn cho cái cây mình nó có qua một đợt trái rồi, nó không đậu trái nữa, để mình thúc cây cho nó tốt hơn á, thì các anh chị không có bỏ một cách lá trên này nha, mình cắt trực tiếp sát đây luôn đó, mình cắt trực tiếp sát như thế này, mình bấm xuống luôn, mình chỉ chừa hai cái này thôi, mình không có chừa trên một nách lá nữa ha, nó sẽ không lên cái tược nữa, nó sẽ tập trung dưỡng cho hai cái này để nó phát triển tốt hơn các anh chị ha. Cái cách này là cái cách mà mình lấy cái theo từng đợt, không có để cái liên tục ha. Như mấy cái nhánh này nào, mình giờ như cây này đi, em thống nhất đi, thống nhất là lấy cái từng đợt, thì em cứ vậy em cắt ha, em chừa, không có chừa nách lá nào hết, em cắt ngang ngang chỗ đó hết, chỗ nào có trái đây, có trái thì cứ tỉa ngang như thế này tức là mình dưỡng cây đó các anh chị. Như nhánh này nãy là em để cái dạng là cái liên tục đó. Cái cách này thì cũng khá là phổ biến, cũng nhiều anh chị biết rồi, nên là em cũng quay sơ chia sẻ sơ sơ đại khái là như vậy cho các anh chị biết ha. Mà các anh chị thấy như cái này là hai nách, nách trên nách dưới nó đều có cái hết nè ha, mình cũng có thể để luôn á các anh chị.
Do thường á, một tách lá vậy nó ra hai bên, mỗi bên ba cái, là một tách lá nó ra sáu cái, mà nó ra có hai cái như thế này thì các anh chị để luôn không sao hết nha. Đó, cây này, cây ổi ruby đợt này nó ra ít trái hơn mọi khi á các anh chị, em không có nhiều cái thời gian chăm sóc nha. Mà như cái trái này gần thu hoạch thì có hai trái này ha, rồi mấy trái bên kia nữa như nãy em làm đó, rồi cái bông nó bắt đầu chuẩn bị ra này các anh chị thấy không đó. Mình cứ bấm cành như vậy là nó vừa dưỡng trái và dưỡng cây luôn các anh chị. Và em khuyên các anh chị nha, nếu mà mình không có thời gian chăm sóc thì cứ làm như cách của em, là mình cho trái nó ra từng đợt, xong mình dưỡng cây rồi hả cho trái nữa, chứ đừng cho trái liên tục, cây nó sẽ bị suy với các anh chị nha, nó không có tốt cho cây đâu, nó không có trái được bền. Còn mấy cái nhánh nè, các anh chị thấy rầy như thế này ha, mình cắt bỏ đi. Rầy thường nó tập trung trên đọt trước như thế này nè, các anh chị mà không cắt bỏ thì nó lây xuống hết đó các anh chị ha. Nó mình cắt bỏ mấy cái nhánh như thế này đi, đừng có cho nó lây lan nè. Nè các anh chị thấy không, rầy rất là nhiều luôn, là con kiến lửa nó tha lên đó. Em phát hiện rầy là em cắt bỏ hết. Còn khi mà cái cây mà nó ra bông nhiều quá thì các anh chị cũng có thể tỉa bớt nữa nha, không nên để quá nhiều bông đó. Khi mà cái cây mình còn nhỏ nó không có chịu được, nó không có hút đủ dinh dưỡng để nuôi cái trái đâu các anh chị. Cái ổi ruby này thì nó nhỏ hơn cái ổi nữ hoàng nha. Bên này là cây kế bên này là cái ổi nữ hoàng này các anh chị, mà trái cũng to to nè, em chưa có thời gian chăm sóc, chưa có thời gian bao nữa nè. Mấy cái ổi ruby các anh chị nó chiếc cành khó cho em, chiếc cành nó ra hết trơn à, các anh chị thấy không, để nó ra hết nè. Nó hơi lâu hơn ổi ruby nhưng mà vẫn ra các anh chị ha, chứ không phải không ra đâu. Rồi hôm nay em chỉ chia sẻ tới đây ha, chào cả nhà và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị đã xem và theo dõi kênh của em nha.